Chuyển thế, người được ẩn sĩ bảo vệ chết đi rồi. Căn phòng cũng không cần tiếp tục cố thủ không cho người ngoài vào nữa. Cánh cửa đá lập tức mở rộng ra với người ở bên ngoài. Mùi máu tanh nồng khiến người ta buồn nôn phả vào mặt. Tất cả các diễn viên còn sống trong phó bản vừa đưa mắt nhìn là trông thấy thi thể tạ trì nằm giữa mặt đất. Anh có ngoại hình điển trai hiếm thấy. Mái tóc đen nhánh mềm mượt rủ xuống gương mặt tuấn tú tái nhợt bỏ qua những lỗ máu đáng sợ trên người dường như anh chỉ đang rơi vào giấc ngủ say mũi tên đỏ cắm trên bụng anh dường như đang nhắc nhở tất cả mọi người cuối cùng anh cũng không thể tỉnh lại được nữa anh ngã trong vũng máu máu dưới thân chảy dài thành một hình vẽ khiến người ta nhìn thôi cũng phải kinh hãi có vẻ u ám không rõ tất cả tất cả đều đang chứng minh cái chết của anh giang sóc liếc mắt ra hiệu cho cốc vũ Cốc Vũ hiểu ý, hắn đi tới ngồi xuống, thăm dò hơi thở của tạ trì và mạch ở cổ, sau đó ngẩng đầu lên, lắc đầu về phía giang sóc, tạ trì chết thật rồi. Trong đôi mắt giang sóc ánh lên vẻ cay độc, gã nhếch khóe môi nhoẻn cười. Đây là kết cục của những kẻ đối đầu với gã. Thẩm giật như vậy, tạ trì cũng như vậy. Tự dước lấy nhục, bọn chúng không hiểu lý tưởng của gã vĩ đại tới nhường nào. Tầm nhìn bị giới hạn ở hiện tại quá thiền cận rõ là ngu ngốc gen bán thần thì sao chứ một tên hai tên chẳng phải đều chết cả rồi hay sao chết dưới tay một người không có gen bán thần như gã giang sóc lại cười gằn gã rất muốn hỏi cha mình liệu ông có hối hận vì đã đặt báu vật vào người thẩm giật hay không nếu lúc trước gã là người nhận được gen bán thần có lẽ gã đã có thể sớm thực hiện được lý tưởng mà ông ấy chưa thực hiện được gã sẽ làm tốt hơn liên thế gấp cả ngàn cả vạn lần gã sẽ giúp con người không còn chịu cảnh ốm đau thoát khỏi vướng bận cảm xúc lý trí vô tư gã sẽ bỏ gen so sánh ganh đua xấu xí của con người đi đẩy văn minh lên một tầm cao mới những người này chỉ là bàn đạp trên con đường của gã mà thôi gã không cần ai lý giải bởi vì đến ngày gã thực hiện được tất cả những kẻ xuyên tạc hãm hại gã đều sẽ phải mang ơn gã. Giang sóc nhẹ nhàng sờ lên đùi phải của mình, tiếng cười chế giễu như thủy triều dâng lên văng vẳng mãi bên tai. Theo đó là ánh mắt trột giả, tránh né của liên thế, thái độ khúm núm, e dè, xa cách của mẹ, bà ấy thiên vị thẩm giật rõ ràng như thế. Trong suốt những năm tháng hãm sâu trong vũng bùn lầy kia gã đã khao khát có người có thể tới cứu vớt mình. Nhưng người cha có được mọi thứ trong tay lại lựa chọn. Khoanh tay đứng nhìn, nhìn gã dãy rụa kêu cứu trong địa ngục nước sôi lửa bỏng. Bởi vậy sau khi trưởng thành, gã chỉ có thể lựa chọn trở thành người đó. Trở thành người đi cứu vớt vô số người rơi vào cảnh khốn cùng giống như gã. Không một ai có thể ngăn cản được gã. Cảm xúc cuộn trào trong lòng giang sóc ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng kiên định cốc vũ đắc ý nhướng mày trịnh loan khẽ thở phào nhẹ nhõm cảm thấy rất hả hê tạ trì chết đi rồi hắn không đứng nhầm chiến tuyến không sợ tạ trì sẽ ghi hận trả thù mình nữa hạng hai có tài giỏi tới nhường nào đứng trước mặt ảnh đế vẫn còn kém xa nỗi tiếc nuối lại răng đầy trong đôi mắt lương chân trước giờ vinh quang vẫn luôn chỉ thuộc về người sống khán giả chóng quên chỉ vỏn vẹn 30 năm mà bán thần xuất chúng như vậy cũng bị lãng quên trong dòng sông lịch sử điện ảnh dài đằng đẵng. Tạ chi chết đi rồi. Đương nhiên sẽ không được ai khác ghi. Dù sao anh cũng chỉ là một thiên tài hạng hai bị ảnh đế kết liễu. Giỏi giang hiếm thấy nhưng không đủ lẫy lừng vẻ vang. Cùng lắm cũng chỉ được coi như đoá quỳnh sớm nở tối tàn. Còn không thể tiến vào và thăng 8220, thập thần điện và thăng 8221 giang sóc có thể dùng thời gian để tẩy trắng cho bản thân còn mọi thứ thuộc về tạ trì sẽ dừng lại ở đây theo cái chết của anh tỏa sáng tới đâu thì cũng hóa thành cát bụi thanh kiếm huyết ma như một miếng sắt vụn nằm lẻ loi trong góc phòng giang sóc đi tới gã cầm lên dưới sự phản kháng kịch liệt của thanh kiếm huyết ma dùng vải khô lau chỗ máu vẫn còn hơi ấm trên thân kiếm ném cho cốc vũ và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi cất đi mang về hủy và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi dưới những âm thanh phản kháng dãy rùa ong ong của thanh kiếm huyết ma giang sóc lạnh lùng nói với cốc vũ cốc vũ hơi ngạc nhiên rồi lập tức gật đầu lần trước cũng bởi không mang nó đi nên mới để lại hậu họa tạ trì này thanh kiếm huyết ma mạnh như vậy nhất định phải phá hủy đề phòng nó bị kẻ khác lợi dụng mang tới những phiền phức không đáng có cho họ. Chỉ là trong phó bản, không thể cất đạo cụ của người khác vào trong hành lý của mình. Cốc vũ đành phải cầm trong tay, lương chân khẽ trao mày lại, giành vũ khí của người chết, đúng là chẳng vẻ vang gì. Nhưng đó giờ người thắng nắm quyền quyết định, dù Giang Sóc có muốn băm thay tạ trì cho hà giận thì bọn họ nói được gì chứ? Đạo cụ thanh kiếm huyết ma màu đỏ đẳng cấp cao lại đổi chủ một lần nữa âu oh, cũng là bất đắc dĩ là số mệnh cả rồi cô khẽ buông tiếng thở dài mọi người trong phòng lần lượt cáo từ từng người một đi ra ngoài không bỏ đá xuống giếng là điều duy nhất mà cô có thể làm cô không thể làm được những chuyện trái lương tâm mình chỉ mong sẽ không đắc tội với giang sóc vì điều này trịnh loan còn lấy lỏng giang sóc cảm thấy hết sức phiền phức không phát hiện thêm được bất cứ điều gì trong gian phòng Gã nói với Cốc Vũ và thăng 8.220. Cậu đi xử lý hai người còn lại đi và thăng 8 mốt. Cốc Vũ biết Gã muốn chỉ Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu. Lập tức đáp lời. Hắn thấy Giang Sóc Trau mày lại, nghĩ Gã đang suy nghĩ kịch bản. Thế là dịu giọng nói và thăng 8.220. Anh cứ lo phần mình, để em xử lý bọn chúng là được rồi và thăng 8.221. Giang sóc dây ấn đường, mất kiên nhẫn gật đầu, và thăng 8.220, mau đi xử lý đi, và thăng 8 mốt Con quả đen đại diện cho ẩn sĩ kia không ở trong phòng. Không biết đã đi hướng nào rồi. Bây giờ điều khiến gã vui nhất chính là tạ trì đã chết rồi. Nhưng hiển nhiên kịch bản không dễ suy luận như vậy. Tất cả vẫn khó bề phân biệt, khiến người ta bực bội gã vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cốc Vũ Tuân mệnh ra ngoài, mắt đảo vòng, trong lòng có tính toán riêng. Bọn họ không bắt sống được Tạ Chi, không thể moi được bất cứ tin tức hữu dụng gì từ anh. Nhưng để bắt sống Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu không khó. Tạ Chi đối xử với bọn họ không tệ, nhìn bộ dạng trước đó, chắc chắn Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu biết được không ít manh mối. Đến lúc đó gặng hỏi sẽ biết hết tất cả. Giang sóc khinh thường làm loại chuyện này. Nhưng cốc vũ hắn lại rất sẵn lòng. Mỗi diễn viên ôm trong mình một suy nghĩ riêng. Lục tục giải tán. Trong phòng chỉ còn lại tạ trì hờ hững nhìn về phía giang sóc rời đi. Vãi trường. Em sợ chết khiếp luôn ấy. Cả quá trình tạ trì đứng đối diện giang sóc. Mà giang sóc lại không nhìn thấy anh ấy. Đúng là. ầy, Em không tìm được từ nào để diễn tả chắc bây giờ ảnh đế đắc ý lắm ha 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 sao tôi lại hả hê thế chứ lị. Bởi tôi được chứng kiến cả quá trình anh ta hành động như kẻ ngu trăng. Giang sóc đợi 10 phút đồng hồ tung chiêu lớn cuối cùng đâm vào thi thể ha 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 hóng đến đoạn cuối phim anh ta biết chân tướng ghê. Uể, không yêu thì cũng đừng nói lời cay đắng như vậy chứ. Phen tạ trì thích ảo tưởng sức mạnh thế à? Tạ trì chỉ, chỉ thoát khỏi thể xác, tạm thời an toàn mà thôi chứ đâu phải cậu ta đã thắng tìm được cách kết thúc phó bản mấy chế có thể phân biệt hai vấn đề được không phải đấy với cả mấy bồ không thấy à theo cách giải thích của áp trạng thái của anh ta bây giờ không còn là diễn viên như vậy nghĩa là sao mọi người biết rõ mà nếu anh ta không tìm được cách thoát khỏi trạng thái trước mắt phó bản này kết thúc anh ta chỉ có một con đường chết khác gì đâu nhỉ nên là ảnh đế không thua Tạ trì chỉ, chỉ may mắn tìm được. Cách giữ tính mạng mà thôi. Mấy thím đừng đắc chí nữa ok. Trông ngu học thật. Ai không biết còn tưởng đây là phim xanh. Phiền mấy thím có thái độ phù hợp với mức tiêu phí của phim đỏ. Cảm ơn. Với cả mới chỉ đến ngày thứ tư thôi. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thật lòng khuyên đừng có gái sớm quá. Không là lại phải chui về hang nhục lắm á. Tôi tuyên bố một lần nữa. Sự thật là ảnh đế không thua. Nhà bồ thì có tố chất. Lịch sự rồi. Cao cấp khí chất lẫy lừng. Nếu bị rớt lại phía sau thì là đối phương hên. Tạ trì chỉ, chỉ có một con đường chết và thăng 8221. Nói như nhà bồ tìm được đường thoát khỏi phó bản rồi không bằng. Ai chỉ có một con đường chết chứ? Ai cao quý hơn ai chứ? Nhặt liêm xỉ lên đi. Ít nhất cao quý hơn nhà mấy bồ. Cảm ơn. Không thì vì sao nhà mấy bồ chỉ còn là thi thể chứ? thanh kiếm huyết mà cũng đã bị lấy đi rồi còn đòi báo thù cho thẩm giật nực cười thế lúc ảnh đế bị hạng hai tép diêu đánh thổ huyết sao không thấy mấy thím gáy nhỉ hải nhở vào áp lâu lắm rồi cơ mà mọi người đừng ầm ĩ nữa được không muốn yên ổn xem phim cũng khó khăn tạ chỉ nghe thấy tiếng chuông báo hiệu bước vào đêm thứ tư ánh trăng ảm đạm từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng không ngoài dự đoán đêm thứ tư là mặt trăng nguy hiểm. Thời gian trong trò chơi đã đi được một nửa. Theo thời gian trôi qua, ở trong phó bản càng ngày càng nguy hiểm. Thân thể ẩn sĩ gần như trong suốt. Ông biết mình sắp tan biến. Ông đã chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt ban nãy. Bấy giờ chăm chú nhìn tạ chi. Tâm tình phức tạp nói không nên lời. Ông thở dài. Trịnh trọng nói, và thăng 8220, cậu đã đi xa hơn tất cả chúng tôi. Chưa một người chơi nào có thể đi tới bước này. Thật đáng tiếc, thực ra tôi cũng không giúp được gì cho cậu. Tất cả mọi chuyện tiếp theo với tôi mà nói đều trống rỗng. Tôi bất lực, có lòng muốn giúp nhưng không có thời gian, và thăng 8 mốt. Và thăng 8.220, nói ngắn thôi, và thăng 8.221 tạ chỉ lạnh lùng thúc giục. Anh có chuyện quan trọng hơn cần phải làm anh lạnh lùng đến độ gần như không có tình người, dường như sẽ không bị cảm xúc làm ảnh hưởng tới phán đoán. Ẩn sĩ càng nhìn càng cảm thấy khâm phục, tăng tốc độ nói, và thăng 8220, cậu tìm được tôi dựa theo ký hiệu à, và thăng 8221. Tạ trì khẽ giật mình, và thăng 8220, ký hiệu gì, và thăng 8221. Ẩn sĩ cũng ngạc nhiên, và thăng 8.220, tôi dùng mỏ mổ 10 chữ số trong tủ quần áo của vu sư. Khoanh tròn ở số 9. Ám chỉ lá bài và thăng 8.220, The Hermit và thăng 8 Tạ chỉ nói rõ, và thăng 8.220, tôi không biết. Tôi đoán mỏ, và thăng 8 Ẩn sĩ hết sức kinh ngạc ông cứ đinh ninh tạ chi là người hữu duyên nhìn thấy ký hiệu mình để lại. Không ngờ chân tướng lại là như vậy. Cậu ta không, có manh mối rõ ràng, nhưng vẫn tìm được mình. Ẩn sĩ cười khổ, lại một lần nữa nhận ra tạ chi tìm được mình không hề liên quan tới mình. Ông mỉm cười mừng rỡ. Trong đó ẩn chứa chút ái náy, và thăng 8220, tôi thu hồi lại tất cả chất vấn trước đó. Tôi cảm thấy cậu có thể kết thúc trò chơi lần này tôi đợi được thời khắc này rồi và thăng 8.221. tạ trì khẽ và thăng 8.220 ừ và thăng 8.221 một tiếng. không mấy để ý bảo rằng và thăng 8.220 cảm ơn và thăng 8.221. những điều anh dành được đều là thứ anh nên có. không cần phải cảm thấy biết ơn người khác. ẩn sĩ hóa thành đốm sáng vụn vỡ, tan biến trong nháy mắt căn phòng quay về với bóng đêm thăm thẳm như đã từng. Tạ Trì không sợ hãi, anh quay về bên cạnh thi thể của mình. Chết để mà sống, đã giải quyết được tình hình cấp bách của anh. Với trạng thái của anh bây giờ, chỉ cần anh không muốn, không một diễn viên nào có thể nhìn thấy anh, bởi vì anh không còn là diễn viên bị quản lý, không còn là người sống. Không chỉ các diễn viên không nhìn thấy anh, mà áp cũng nói rõ chỉ cần anh không tạo ra tiếng động. Vu sư, người hầu, quả cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của anh. Anh thực sự là một xác chết, anh không còn lá bài thân phận nữa. Trong trò chơi, diễn viên đại diện cho lá bài và thăng 8.220, The Musician và thăng 8221 đã chết rồi. Chết theo trình tự tử vong. Cái chết của anh giúp tiến độ của Vu sư trong trò chơi tiến thêm một bước theo cách nói của ẩn sĩ, sức mạnh của Vu sư lại gia tăng thêm một bậc, mà theo trình tự tử vong, bây giờ tới lượt và thăng 8.220 Đờ Hai Priestess và thăng 8.221 và thăng 8.211 Diệp Tiếu Tiếu, tất cả đều đang tiến hành tuần tự từng bước, nhưng anh thực sự vẫn còn sống, anh giống như ám chỉ của bánh xe số phận, giành được cơ hội cuộc sống mới nhưng nguy cơ mới cũng được thai nghén theo cơ hội sống mới này. Sau khi có được cuộc sống mới, con người không thể tránh né việc lại rơi vào cảnh tử vong. Bánh xe số phận lại bắt đầu xoay tròn, từ từ tới sinh, từ sinh thành tử, sinh sinh từ tử, từ tử sinh sinh, sẽ không có lấy một ngày bình yên, cứ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, có lẽ đó mới là chân lý của cuộc sống. Ba đêm sau, có lẽ anh phải hành động một mình. Nếu trong vòng ba đêm này anh không tìm thấy biện pháp lấy được thân phận của diễn viên, anh sẽ bị kẹt lại trong phó bản vĩnh viễn, mà trước mắt chỉ có một con đường sống. Nó đang được bày ra ngay trước mắt anh, tạ chỉ đứng trong bóng đêm tối om, dựa vào vách tường, ngước đầu lên, tia sáng trong mắt khi mờ khi tỏ. Khoảnh khắc anh sống lại sau khi tự sát, có câu chú ngữ văng vẳng bên tay anh nhiều lần. Và thăng 8.220, thuật Taro chuyển thế. Chỉ hoạt tử nhân và thăng 8.230, mới có tư cách chuyển thế, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, chỉ hoạt tử nhân, và thăng 8.221. Phẩy chấm phẩy chấm, và thăng 8.220, mới có chuyển thế, và thăng 8.221. Khoảnh khắc ấy. Anubis ở trong bóng tối mỉm cười về phía anh. Ánh mắt ngài ôn hòa thành kính như vậy, nhưng Tạ Trì không hiểu nổi dù chỉ nửa chữ lời ngài ngâm nga. Mà ngược lại từng câu từng từ rõ ràng trong lời sinh vật không rõ tên gọi này lại xâm nhập vào trong linh hồn anh. Anh nghi ngờ ma quỷ đang nói những lời này với anh. Anh nghi ngờ ma quỷ đang mê hoặc mình. Nhưng áp lập tức xác minh tính chính xác trong lời nói của sinh vật không rõ tên gọi kia, ý trong câu nói kia dường như rất dễ hiểu. Hoạt tử nhân, hoạt tử nhân, người sống nhưng lại tự nguyện chết đi, cũng chính là trạng thái của anh bây giờ. Anh là và thăng 8.220, hoạt tử nhân và thăng 8 mốt Mà câu nói và thăng 8.220, hoạt tử nhân mới có thể chuyển thế và thăng 8.221. Đổi một cách nói thỏa đáng hơn chính là chỉ hoạt tử nhân mới cần chuyển thế. Bây giờ anh không còn là diễn viên, anh cần chuyển thế, một lần nữa trở thành người sống, lấy thân phận diễn viên một lần nữa. Về điểm này không cần phải nghi ngờ, mà từ và tháng 8.220 chuyển thế và tháng 8221 này từ đầu phó bản tới giờ vẫn luôn dùng cho và thăng 8230, Vu sư, cho nên và thăng 8230. Vu sư là hoạt tử nhân, Vu sư cần thông qua thuật tarot chuyển thế, sống lại một lần nữa, cho nên trạng thái của Vu sư cũng giống như anh bây giờ. Chỉ là cao cấp hơn anh mà thôi, mà trạng thái của anh bây giờ, trước khi trò chơi kết thúc, tuy thực lực của anh thấp nhưng lại bất tử bất diệt cho nên vu sư cũng bất tử bất diệt ý nghĩa của câu nói này là trong quá trình trò chơi các diễn viên không thể giết vu sư nhưng thực ra những điều này đều không quan trọng quan trọng là phương pháp truyền thế trong thuật tarot truyền thế ghi rõ thậm chí tế phẩm có thể cướp năng lực của vu sư trong trò chơi trở thành vu sư tarot tiếp theo mà con đường sống đã bày rõ ràng trước mắt anh Dựa theo trình tự tử vong, lợi dụng lá bài và thăng 8.220, The Devil và thăng 8.221, và thăng 8.220, The Tower và thăng 8.221, và thăng 8.220, Death và thăng 8.221, và thực lực của bản thân. Đi giết chết tế phẩm, đi theo con đường của vu sư, thay đổi thân phận, cố gắng để chuyển thế thành công phải giết nhiều hơn vu sư cống nhiều tế phẩm hơn cả vu sư thì sẽ được yêu ái có được thật tarot truyền thế để cuối cùng anh cướp đoạt cơ hội truyền thế của vu sư trở thành vu sư tarot tiếp theo sống lại một lần nữa có được thân phận của diễn viên mà tất cả vẫn chưa muộn Vu Sư mới giết được hai tế phẩm và thăng 8.220, The phun và thăng 8.221 và và thăng 8.220, The Musician và thăng 8.221. Vẫn còn 7 người nữa. Anh phải giết được nhiều hơn Vu Sư. Đó không phải chuyện dễ. Nhưng cũng không phải chuyện quá khó khăn. Càng không phải chuyện không thể. Hơn nữa bây giờ anh không còn là diễn viên. Giết diễn viên sẽ không bị áp trừng phạt, nếu trong trò chơi anh thuận lợi cướp đi năng lực của vu sư. Cơ hội phản sát giang sóc dường như ngay trước mắt, đây rõ ràng là con đường chính xác, áp dụng từ không kẽ hở, chắc chắn không lừa anh, tất cả đều là sự thật, dường như chẳng bao lâu nữa anh sẽ được giải thoát, anh có thể có được anh trai, có thể hoàn thành tâm nguyện của thẩm giật, có thể rời khỏi nơi này. Màn hình điện thoại lại hiện lên, tạ trì cúi đầu nhìn, bạn có muốn chuyển thế? Đếm ngược 19, 8 và thăng 8230. Tạ chỉ nhìn con số nhảy lên. Thản nhiên cười một tiếng. Anh thu môi cười lại. Mặt không đổi sắc ấn và thăng 8220, không và thăng 8221, sau đó tiện tay cất điện thoại vào trong túi. Tất cả đều rất tốt đẹp. Ngoài việc dựa theo trình tự tử vong, người chết tiếp theo chính là Diệp Tiếu Tiếu. Nếu chọn chuyển thế anh buộc phải tự tay giết Diệp Tiếu Tiếu và nhậm trạch. Lời cốc vũ văng vẳng bên tai, và thăng 8220, em cứ nghĩ bọn chúng sẽ để thanh kiếm giữ chân em cho chúng thời gian chạy trốn. Ai dè bọn chúng lại để con quạ lên thanh kiếm, để kiếm đưa quạ đen chạy đi. Bản thân lại không muốn sống tiến lên tiếp chiêu và thăng 8230, và thăng 8221. Anh không thể làm như vậy trước giờ tạ chỉ không phải người ấm áp anh có cảm động hay không là một chuyện có hồi báo hay không là một chuyện khác cũng không phải không còn con đường nào khác thuật tarot chuyển thế ghi rõ ràng người chơi có thể thành công trốn thoát có thể phá hủy tất cả có thể giành sức mạnh của vu sư trở thành vu sư tarot tiếp theo có ít nhất ba con đường chỉ là một con đường đã rõ ràng từ đầu tới cuối Hai con đường còn lại thì không có chút manh mối nào. Và thang 8220, tiểu chỉ à. Chuyện không muốn thì không cần làm, cũng không phải không làm theo cách này thì chúng ta không còn cách nào khác. Và thang 8221, Tạ Tinh Lan dịu giọng nói. Và thang 8220, anh hy vọng em được vui. Và thang 8221. Nhận được sự ủng hộ của Tạ Tinh Lan, Tạ Trì thản nhiên mỉm cười. Thực ra mọi chuyện rất đơn giản. Anh có thể ích kỷ, nhưng không thể không có lương tâm. Anh có thể lạnh lùng, nhưng không thể tuyệt tình. Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch có thể bị diễn viên khác giết chết. Nhưng người đó không phải tạ trì anh đây. Chỉ khi anh không làm chuyện trái với lương tâm, thì mới có thể vĩnh viễn vui vẻ. Hơn nữa chắc chắn anh có thể tìm được con đường khác. Bởi vì anh là tạ trí Và tháng 8.220, anh à chúng ta đi thôi, và thăng 8.221 Cửa đá, tạ chỉ đi tới căn phòng lúc đầu họ được nhóm người hầu dẫn vào. Bà lão vẫn nằm yên trên giường. Tạ chỉ đã biết thân phận của bà chính là chân thân của Vu Sư Taro. Vu Sư Taro gần đất xa trời. Theo yêu cầu của thật Taro chuyển thế, liều chết đến cùng mà tự sát, trở thành hoạt tử nhân, thuận lợi bắt đầu trò chơi. Sau đó trong quá trình diễn ra trò chơi, dâng tế phẩm cho thiên địa dựa theo trình tự tử vong. Tế phẩm đạt tới số lượng nhất định, sau khi trò chơi kết thúc, Vu sư Taro sẽ chuyển thế thành công. Đây chính là quá trình hoàn chỉnh, cho nên chủ đề của bộ phim là tìm đường sống từ trong chỗ chết. Bởi vì Vu sư cũng buộc phải tự sát mới có thể bắt đầu chuyển thế. Có hai con quạ đậu trên cành cây khô héo bên cạnh cửa sổ. Chúng lắc cái đầu, cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh. Với trạng thái bây giờ của tạ trí, anh sẽ không bị phát hiện ra. Trước đó trong lúc nói chuyện với ẩn sĩ anh biết được. Những con quạ đen này chính là lứa người chơi thất bại của lượt chơi trước. Sau khi họ chết biến thành tế phẩm, đến lần tiếp theo trò chơi bắt đầu, họ sẽ trở thành tay sai quạ đen, có trách nhiệm giúp vu sư giám sát người chơi tiếp theo. Đồng thời họ cũng là một phần quy tắc của trò chơi. Mỗi người hầu tương ứng với một con quả. Đồng thời cũng tương ứng với một người chơi. Đó là bởi trước kia họ cũng từng có lá bài thân phận. Khi bày quả khiêu vũ, nhóm người hầu xếp thành hàng dựa theo trình tự nhất định. Trình tự đó chính là trình tự lá bài của họ trong trò chơi lần trước. Người hầu đứng đầu trước kia từng là và thăng 8.220, The fun và thăng 8 mốt Thứ hai là và thăng 8.220, The Musician và thăng 8.221. Cứ như vậy suy ra, cho nên quả đen bay từ tay người hầu tới tay diễn viên. Cũng biểu thị diễn viên kế thừa lá bài thân phận của họ. Còn quả đen trong tay người hầu thứ hai bay vào tay tạ trí. Người hầu thứ hai kia từng là và thăng 8.220, The Musician và thăng 8.221. Cho nên thân phận của tạ chỉ chính là và tháng 8220, the Musician và tháng 8221. Đây là một trò chơi truyền thừa. Màn khiêu vũ của bầy quạ thực ra chính là nghi thức chuyển giao giữa lứa người chơi trước và lứa người chơi sau. Nội dung màn khiêu vũ có những con quạ kết nhóm, có con quạ lẻ loi là đang ám chỉ tình hình các mối quan hệ giữa người chơi với nhau. Tất cả đều có dấu vết để lần theo. Tạ Trì đi thẳng về phía hàng rào sắt, sờ lên cổ tay mình. Anh vẫn còn nhớ, trước đó Vu sư Taro túm lấy tay anh, dường như muốn nói với anh điều gì đó, nhưng lại bị nhóm người hầu lao lên ngăn cản. Mà trong số những người hầu ngăn cản anh cũng có cả cô hầu gái xinh đẹp lạ thường mà Vu sư biến thành kia. Không loại trừ khả năng Vu sư tự biên tự diễn, nhưng vẫn còn một khả năng, bà lão kia thực sự có lời muốn nói. Với trạng thái của anh bây giờ, không bị quạ đen giám thị, vù sư cũng không thể chạy tới ngăn cản anh, không còn gì tốt hơn. Nhưng Vu sư kia để hai con quạ lại trông bà lão này, cũng gián tiếp nói rõ, bà lão này rất quan trọng, dù bây giờ anh có bị Vu sư phát hiện, Vu sư cũng không thể giết anh được, chỉ là sẽ thành trở ngại lớn với việc anh muốn làm tiếp theo đây. Cho nên anh phải hành động càng nhanh càng tốt và thăng 8220, anh à. Chúng ta đi vào thôi, và thăng 8221, tạ chỉ nói. Tạ Tinh Lan hiểu ý, chống lấy một bên hàng rào sắt, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Cúi người lay bà lão đang nằm trên giường ngủ say chưa tình. Và thăng 8220, quác và thăng 8221, có lẽ con quạ đen bên ngoài cửa trông thấy bờ vai bà lão tự nhiên động đậy Lập tức kêu lên. Tạ trì căng thẳng, anh quay đầu nhìn về bên khung cửa, lại tăng lực ở tay. Ngoài cửa cách đó không xa có tiếng bước chân lại gần. Có lẽ vô sư chạy tới. Tạ trì cúi đầu xuống. Không biết bà lão đã mở mắt ra từ khi nào. Đôi mắt đen như mực nhìn anh đau đáu. Dường như đã nhận ra thân phận của anh. Bà ấy có thể nhìn thấy anh. Và thăng 8220, ưm 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 và thăng 8221. Bà lão kích động ngửa đầu lên muốn nói chuyện, bà há miệng ra rồi Tạ Trì mới biết bà không có lưỡi. Theo lời ẩn sĩ nói, bà rõ ràng là Vu sư, sau khi Vu sư tham gia truyền thế, lại nhẫn tâm đến mức cắt cả lưỡi mình. Rốt cuộc bà ta đang sợ điều gì? Tạ Trì nhanh chóng suy nghĩ, anh bình tĩnh hỏi và thăng 8220, bà không phải Vu sư à và thăng 8221. Rõ ràng Vu sư đang ở bên ngoài cửa, trừ khi cô ta có thể đồng thời điều khiển hai thân thể. Nếu không linh hồn của bà lão trước mặt anh đây không phải của Vu sư. Bà lão sửng sốt một chút, đoạn lắc đầu, dưới ánh mắt mờ mịt của tạ trí, lại càng lắc đầu mạnh hơn. Tạ trì sững người, anh hỏi, và thăng 8220, bà không phải vu sư à, và thăng 8221 bà lão cho đáp án phủ định. Nói cách khác và thăng 8230, bà là vu sư. Nhưng sao lại như vậy? Bà ta là vu sư. Vậy bên ngoài là ai? Tạ trì sững người ra. Lờ mờ phát hiện ra được điều gì đó. Ánh mắt căng thẳng, vội nói, và thăng 8220, bà là vu sư ban đầu phát hiện ra thuật tarot truyền thế. Bên ngoài là người chơi cướp đoạt năng lực của bà cô ta truyền thế thành công nhưng một phần linh hồn của bà cũng bị lưu lại trên người cô ta lần này bà lão gật đầu rối rít kích động đến nỗi dịn nước mắt tạ trì cảm thấy hơi kinh hãi cho nên trước khi vu sư tham gia truyền thế không chút lưu tình cắt đi lưỡi mình cô ta sợ linh hồn vu sư ở thân xác ban đầu tiết lộ tin tức cho người chơi gây bất lợi cho mình mà ban đầu khi những người chơi tới đây chào hỏi bà lão Bà lão túm tay anh lại. Là bởi muốn nói cho anh. Bà ta mới là vu sư Taro thật. Bên ngoài là một người. Chơi. Trong một lượt chơi nào đó. Đã thuận lợi giết rất nhiều tế phẩm. Giành được cơ hội chuyển thế. Ẩn sĩ biết quá ít. Không phải chưa có người chơi nào thành công. Mà những người chơi thành công kia. Đã chẳng khác gì vu sư tả. Lập trường khác nhau. Người chơi thành công đã đứng ở phe đối đầu với ẩn sĩ đây mới là chân tướng tàn khốc. Chỉ trong nháy mắt, tạ trì nghĩ thông tất cả. Cất giọng lạnh lùng hỏi rằng, và thăng 8220, bà muốn giết vu sư, và thăng 8221. Bà lão gật đầu lia lia, và thăng 8220, giúp tôi đi. Nói manh mối cho tôi biết, và thăng 8221. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa căn phòng. Bấy giờ tạ trì và vu sư chỉ cách nhau một cánh cửa bà lão nằm trên giường ra sức đụng người xuống ván giường. Phát ra những âm thanh và thăng 8220, cộc cộc và thăng 8221. Dường như đang ám chỉ điều gì đó với tạ trí. Tạ trí trao mày lại. Đột nhiên lóe lên suy nghĩ, và thăng 8220, anh à. Ván giường, mau lên, và thăng 8221. Tạ tinh lan lập tức hiểu ra hắn thầm nói trong lòng một câu xin lỗi. Sau đó nhấc bà lão ra khỏi giường. Nhanh chóng lần mò xung quanh giường. Dưới ván giường son đỏ có một khối gỗ nho nhỏ lồi lên. Và thăng 8220 tìm thấy rồi, và thăng 8221. Đây chính là nguyên nhân khiến hàng rào quây quanh giường không cho người chơi lại gần. Tạ tinh lan ấn xuống đó ván giường và thăng 8220, phụt và thăng 8221, một tiếng. Mật đảo tối om lộ ra trước mắt, dưới tiếng quạ quang quác, tạ tinh lan thả người nhảy xuống mật đảo. Vu sư đã nhào người tới, tạ tinh lan nhanh tay, kéo ván giường lại, cơ thể nhanh chóng rơi xuống. Tạ tinh lan muốn tìm điểm mượn lực, nhưng lại phát hiện ra vách tường trơn trượt. Hắn chỉ có thể nén chịu cảm giác mất trọng lực lặng lẽ đợi rơi xuống. Trên đỉnh đầu có tia sáng lọt vào. Tạ chi ngẩng đầu lên. Trông thấy Vu sư đã mở ván giường ra. Cô ta đã đưa một chân vào. Sau đó xoay mình muốn nhảy xuống. Tạ chi đột nhiên lên tiếng bảo và thăng 8220 cô có thời gian rảnh đuổi tôi. Không bằng giết thêm mấy tế phẩm nữa đi và thăng 8221. Vu sư không chút do dự mà nhảy xuống. Tạ chi thấy lựa chọn của Vu sư. Trong mắt đong đầy ý cười. Anh nhìn xuống phía dưới, và thăng 8220, ai anh À. Bí mật trong này còn quan trọng hơn cả việc Vu sư giết tế phẩm, và thăng 8221. Tạ tinh lan không có lấy một giây phút thành thơi. Dường như cuối cùng cũng rơi xuống đáy mật đảo. Họ trông thấy ánh nến yếu ớt lập lòe như ẩn như hiện. Tạ tinh lan chạm chân xuống mặt đất rắn chắc hắn đảo mắt thăm dò bốn phía xung quanh, trông thấy cầu thang đá dẫn lối xuống dưới. Cầu thang quá hẹp, tạ trì gầy như vậy mà cũng chỉ có thể gắng gượng len vào. Giữa sự yên lặng chết chóc, tạ trì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ lanh lành. Anh trao mày quay đầu nhìn lại. Không phải vu sư, vu sư ở đằng sau. Còn âm thanh lại vọng, lên từ phía cầu thang đá trước mặt. Và thang 8220, anh à chúng ta đi xuống đi, và thăng 8221. Tạ Tinh Lan tập trung hành động, im lặng không lên tiếng, xung quanh tối tăm ẩm ướt, hai bên là tường đá trắng nhơn nhớt, trên mặt đá, cứ vài mét là lại đặt một ngọn nến yếu ớt, không khí loãng dần, Tạ Tinh Lan cảm thấy tức ngực, hắn biết mình không có nhiều thời gian để hành động, dảo bước đi xuống dưới cầu thang, càng đi xuống không khí càng loãng tạ tinh lan trở nên căng thẳng. Nếu không hành động mau lẻ, có thể hắn sẽ ngất đi vì ngạt thở ở đằng sau. Vu sư vẫn đuổi theo không ngừng nghỉ, không biết đi được bao lâu. Con đường đi xuống dần rộng ra, hắn đi tới trước một cánh cửa đá rộng lớn. Cảnh tượng trước mặt khiến người ta lạnh gáy thay vì nói đây là mật thất. Chẳng bằng nói là bãi tha ma, thi thể nằm ngổn ngang trên khoảng đất không mấy lớn trước mặt. Trong số này có thi thể đã phân hủy hết. Chỉ còn bộ xương trắng hếu. Có thi thể vẫn còn sót lại chút thịt giữa. Phía trên loang lổ vết cắn xé của sinh vật không rõ tên gọi. Có lẽ là ma quỷ. Dưới chân nhơm nhớp, mặt đất bị phủ một lớp máu mỏng. Mùi máu tanh nồng và hôi thối sông lên mũi khiến người cảm thấy buồn nôn. Chắc hẳn đây là nơi xử lý tế phẩm. Những người đã chết này. Chắc chắn là tế phẩm bị dâng lên tạ tinh lan bịt mũi lại thị lực của hắn hơn người chăm chú dõi nhìn một lúc phát hiện những vết máu trên mặt đất kia đều chảy về phía cửa đá hắn nhảy qua các thi thể nhanh chóng tới trước cánh cửa đá từ trên xuống dưới cánh cửa đá cũng nhoe nhoét máu gọi nó là cánh cửa máu cũng không ngoa thế nhưng giữa cánh cửa có bốn cái lỗ mà tay người có thể luồn vào và thăng 8220, anh luồn vào thử nhé, và thăng 8221. Bây giờ cũng không còn cách nào khác. Tạ chỉ nói, và thăng 8220, vâng, và thăng 8221. Tạ tinh lan luồn tay qua cái lỗ đầu tiên. Chỗ máu trên cánh cửa đột nhiên có động tĩnh lạ. Nó nhanh chóng dâng lên. Tràn vào lỗ khảm đầu tiên. Bàn tay tạ tinh lan lập tức ngâm trong máu. Cùng lúc này cánh cửa đá lại khe khẽ rung truyền. nhưng chỉ rung chừng một hai giây rồi dừng lại. Tạ chỉ còn chưa hiểu rõ, cảm giác ngạt thở lại ập tới, tiếng bước chân giáo giết vu sư lại trở nên rõ ràng. Anh biết không thể nán lại lâu thêm được nữa. Vội nói, và thăng 8220, thử hết đi, và thăng 8221. Mười mấy giây sau, tạ tinh lan thử xong bốn lỗ. Trừ lỗ cuối cùng ra. Ba lỗ trước đó đều phát ra động tĩnh khi đưa tay vào. Lúc đưa tay vào lỗ khảm đầu tiên, cánh cửa rung lên một giây, lỗ thứ hai rung lên hai giây, lỗ thứ ba ba giây. Thậm chí anh còn cảm thấy, chỉ một chút nữa thôi là cánh cửa sẽ mở ra, tiếng gõ lanh lảnh lại vang lên. Lần này tạ trì nghe thấy rõ ràng, nó từ phía sau, cánh cửa đá vọng ra, tạ trì cảm thấy kỳ lạ, không rõ vì sao. Âm thanh này nghe có vẻ giống như tiếng gõ vào nắp quan tài. Cứ và thăng 8.220, cộc 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 và thăng 8.221 từng tiếng một. Hơn nữa và thăng 8.230, tạ trì nín thở lặng lẽ lắng nghe. Tiếng gõ liên tục, dường như có hai nơi phát ra âm thanh. Càng lúc anh càng cảm thấy thắc mắc, anh đưa tay ấn vào lỗ khảm thứ tư thử một chút. Vẫn không có động tĩnh gì dường như chỉ khi khởi động được cả bốn lỗ khảm thì cánh cửa đá mới có thể mở ra. Anh không biết vì sao mình chỉ khởi động được ba lỗ khảm. Nhưng hiển nhiên, hiện giờ anh chưa thể khởi động lỗ khảm thứ tư, bốn lỗ khảm mà chỉ có thể khởi động được ba cái. Tiếng động kỳ lạ phía sau cánh cửa và thăng 8230. Tạ chỉ mím môi, anh giơ tay cầm lấy thứ gì đó, lại đối mặt với đôi mắt sáng quắc của Vu sư đứng trước mặt. Cách mười mấy thi thể Và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi Đi thôi Và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt Mặc dù bây giờ anh bất tử bất diệt Nhưng một khi bị vu sư nhốt lại Mất đi khả năng hành động Tình hình sẽ thay đổi Tạ tinh lan thiếu oxy Động tác chậm chạp Vu sư bổ nhào người tới Gương mặt giữ tợn gần ngay trước mặt Cô ta há miệng ra Muốn cắn xé tạ tinh lan Bấy giờ tạ chỉ mới trông thấy cô ta có lưỡi. Cái lưỡi đỏ ao kia muốn liếm lên gương mặt anh. Tạ tinh lan giơ cái đầu lâu vừa cầm trong tay lên. Đập vào đầu à ta. Trải qua một trận rằng co. Cuối cùng cũng thuận lợi thoát thân. Lối đi vào đã bị chặn lại. Tạ tinh lan tức ngực. Đầu óc quay cuồng choáng váng. Gần như không thể đứng vững. Hắn cố nén chịu. Im lặng chiến đấu với vu sư và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi anh à ở bên này và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt tạ trì vẫn luôn quan sát đột nhiên lên tiếng tạ tinh lan hiểu ý hắn hất văng vu sư ra đầy tầng tầng thi thể xếp chồng trước mặt thông đạo ẩn sau núi thay lộ ra tạ tinh lan lao lên phía cuối con đường là một tấm gỗ vuông vức xung quanh đều là đá chỉ có nó là tấm gỗ đen hắn đạp văng tấm gỗ vịn tay trèo lên trên, dùng sức nhảy ra khỏi mật đạo, phát hiện mình đang ở trong một chiếc tủ quần áo chật hẹp. Trên cánh cửa tủ trước mặt khắc 10 con số, số 9 bị khoanh tròn. Lời tác giả, bấy giờ thụ tương đương với một người bị thương nhưng không thể chết. Một người bình thường không bị người sống nhìn thấy, bởi vì là hoạt tử nhân, suy cho cùng vẫn là người chứ không phải linh hồn, cho nên không tách ra với tạ tinh lan giống như ba chiều không gian. Vu sư quỷ quái ở một chiều, người chơi ở một chiều, tạ trì ở một chiều khác, mà ba chiều không gian này lại giao nhau. Tiết chế, uể, đây chẳng phải tủ quần áo trước đó cốc vũ ngồi hay sao? Vãi trường, té ra trước đó cốc vũ chỉ cách chân tướng một tấm gỗ thôi à? Thế thì nhỏ thực sự luôn á. Bảo sao anh ta vừa vào đây trốn là vu sư tức tốc chạy tới. Cô ta sợ mật đạo bị lộ. Cô ta không tiếc phá hỏng trình tự tử vong giết cốc vũ là bởi cô ta cho rằng cốc vũ đã biết bí mật của mật đạo rồi. Ây, ẩn sĩ kia cũng xui thiệt luôn á. Anh cũng chỉ cách chân tướng một tấm gỗ mà thôi. Đã dùng mỏ khắc ký hiệu lên tủ quần áo rồi. Lại không ngờ mật thất ở ngay dưới tủ quần áo. Tạ chỉ còn nhớ, trước đó ẩn sĩ nói anh ta dùng mỏ mổ 10 chữ ở trong tủ quần áo. Trong đó khoanh tròn vào số 9. Chắc hẳn anh ta nói nơi này. Bốn bề tĩnh lặng, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân của Vu sư ở mật đạo phía dưới. Tạ Tinh Lan nhanh chóng mở cửa tủ quần áo, nhảy ra ngoài, sau đó khóa cánh tủ lại. Vài giây sau, trong tủ quần áo phát ra tiếng Vu sư phẫn nộ đập mạnh vào cửa tủ. Tủ quần áo yếu ớt không chịu nổi sức nặng, dường như muốn nứt tung tạ tinh lan phải dùng thân mình chống đỡ mới có thể giữ vững được động tĩnh trong tủ quần áo dần lắng xuống tạ tinh lan đoán có lẽ vu sư đã bỏ cánh cửa này quay về mật thất tìm cánh cửa khác thế là hắn đi tới gần cánh tủ nhìn qua khe hở thình lình đối mặt với một đôi mắt âm trầm tạ tinh lan căng thẳng giữ chặt cánh cửa tủ lại gương mặt trắng bệch của vu sư đẩy lấy cánh cửa tủ thiếu điều dùng mắt bảy cửa tủ ra. à ta từ từ nở nụ cười tạ ác và lạnh lùng về phía tạ tinh lan. Đoạn nói, và thăng 8220, biết thì sao chứ, và thăng 8221. Khoảnh khắc nghe thấy giọng vu sư, tạ trì cảm thấy ghê tởm trong lòng. Đó rõ ràng là một giọng nam, thân xác phụ nữ, giọng nói đàn ông, người sử dụng thân xác vu sư kia vẫn luôn là một người đàn ông bà lão kia không nói dối. Chính bà ta là người đầu tiên phát hiện ra thuật tarot chuyển thế. Còn người đang chơi đùa với họ đây. Thực ra trong một lượt chơi nào đó đã thuận lợi cướp đi cơ hội truyền thế của bà lão. Cũng chính là NPC. Chẳng trách ngay từ đầu hắn ta đã giả câm. Bởi vì một khi hắn ta mở miệng, sẽ để lộ rất nhiều tin tức. Chỉ riêng giới tính thực của hắn ta đã có thể nhắc nhở các diễn viên các diễn viên có thể dễ dàng lần theo giới tính của hắn ta suy đoán ra bà lão nằm trên giường có thể cung cấp manh mối mấu chốt cho mình mà hắn ta thực sự vẫn còn lưỡi điều này cũng chứng minh suy đoán về quả đen trước đó là chính xác người hầu không có lưỡi có thể người hầu bị biến thành quả đen còn vu sư có lưỡi vu sư không thể biến thành quả đen tạ trì thản nhiên đối mặt với vu sư và thăng 8220, tôi còn chưa cảm ơn cậu đã bỏ việc chuyển thế, và thăng 8221. Vu sư cười ha hà, trong điệu cười nồng nặc sự chế giễu, dường như đang cười nhạo anh đã vứt bỏ cơ hội dễ dàng nhất. Giúp hắn ta bớt đi một đối thủ cạnh tranh, tủ quần áo yên ắng trở lại. Chắc hẳn Vu sư đã mở tấm gỗ ra quay trở về mật đảo. Tạ chỉ nhìn bốn phía xung quanh, trước đó anh nhớ rõ. Đây là căn phòng của cô hầu xinh đẹp lạ thường kia. Cho nên mật thất có hai cửa. Một cửa nằm dưới giường của bản thể vu sư. Cánh cửa còn lại ở trong tủ quần áo phòng ngủ của phân thân vu sư. Tạ chỉ đi tới bên cửa sổ. Vén tấm rèm cửa màu đen lên. Một con quạ đen đột nhiên vỗ cánh bay đi. Quả nhiên, cả hai nơi đều có quạ đen giám thị và canh chừng. Tạ trì không tập trung kiểm tra trong căn phòng anh đang mải nghĩ lời vu sư nói. Trong mắt vu sư, hiển nhiên việc khám phá được bí mật của mật thất khó hơn lựa chọn và thăng 8220, chuyển thế và thăng 8221 mấy lần. Hắn ta dám cười nhạo anh, nhất định đã tính trước, vô cùng vững tin với điều này, có thể khiến vu sư âm hiểm xảo trá yên tâm cười diễu. Nói rõ vẫn còn manh mối mấu chốt nào đó mà anh không biết để hắn chế giễu lòng tin của anh. Hắn chắc chắn anh sẽ thất bại vì một số nguyên nhân. Đương nhiên hắn cũng đã gián tiếp chứng minh, khám phá bí mật mật thất có thể hoàn toàn thay đổi cục diện. Tạ trì khẽ trao mày lại, dự cảm chẳng lành lại nhen nhóm lên. Bốn cái lỗ khảm, ba lỗ có thể khởi động, còn một lỗ thì không. Động tĩnh kỳ lạ đằng sau cánh cửa đá và thăng 8230 và thăng 8230. Từ khi ra khỏi gian phòng mà tạ trì bỏ mạng, trong lòng Giang Sóc vẫn bị cảm giác lo lắng bao trùm lấy. Có rất nhiều điều khó hiểu không nói rõ ra được, khiến hắn cảm giác bất an. Hắn luôn cảm thấy còn có rất nhiều sơ hở. Giang Sóc đang mải miết đi, đột nhiên dừng bước chân, vẻ mặt âm trầm, và thăng 8.220, quay trở lại, và thăng 8 mốt Cốc Vũ giật mình

cất giọng lạnh lùng nói và thăng 8220 quay trở lại. Kiểm tra thi thể của Tạ Trì và thăng 8221. Tin tức có lẽ Tạ Trì còn chưa chết khiến Cốc Vũ bối rối không thôi. Các diễn viên khác không hiểu rõ nhìn ảnh đế và Cốc Vũ lại rảo bước trở về căn phòng họ vừa mới ra khỏi cách đây không lâu và thăng 8230. Trong phòng, Giang Sóc tự mình kiểm tra thi thể của Tạ Trì. Cốc vũ đứng nghiêm bên cạnh, không dám thở mạnh, ánh mắt giang sóc dừng trên phần bụng bị thương của tạ trí. Ánh mắt đột nhiên khựng lại, lúc gã đứng lên, chán nổi gân xanh, cánh tay mắt, khống chế run lên, gã cười gần một tiếng. nhấc chân lên đá mạnh vào người cốc vũ và thăng 8220, cậu kiểm tra thi thể. Tự mở to mắt ra mà xem, và thăng 8221. Có lẽ giang sóc rất tức giận cú đá không chút lưu tình cốc vũ đau đớn chạy lên hắn lảo đảo mặt vừa khéo đập vào phần bụng trên thi thể của tạ trí hắn tỉ mỉ quan sát sắc mặt lập tức tái mét mũi tên truy hồn đoạt mệnh cắm vào lỗ máu trên bụng của tạ trí nhưng rõ ràng lỗ máu kia to hơn mũi tên một chút trước đó tạ trì dùng cách thức cá chết lưới rách với giang sóc trên bụng vốn có vết thương từng bị thanh kiếm đâm xuyên qua Lúc ấy cốc vũ đinh ninh rằng mũi tên truy hồn đoạt mệnh vừa khéo đâm vào vết thương đó. Bây giờ nhìn kỹ, lại cảm thấy vết thương có vẻ bị chồng chéo lên. Dường như, tạ trì bị đâm trọng thương hai lần. Mũi tên truy hồn đoạt mệnh giống như tiên thi, đâm vào lỗ máu vốn có. Tiên thi, lấy roi quất thi thể. Giang sóc ở trên cười gần một tiếng, và thăng 8220, tên ấy tự sát, và thăng 8221 cốc vũ hoang mang, hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên trông thấy sát ý của Giang Sóc đối với mình. Cảm thấy kinh hãi trong lòng, đang muốn giải thích, Giang Sóc lại cười hả hê, tiếng cười giận dữ này khiến cốc vũ càng thêm sợ hãi. Không đoán được ra ý của Giang Sóc, Giang Sóc nhìn thi thể của tạ trí, cười diễu, và thăng 8220, tôi còn phải cảm ơn tên ấy. Đã nói cho tôi biết đường sống, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, đường sống, và thăng 8 mốt cốc vũ ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Giang sóc kéo ống tay áo bên phải lên. Nhắm nỏ hư không vào ngay động mạch cổ tay mình. Cốc vũ kinh hãi, và thăng 8.220, anh đang định làm gì vậy, và thăng 8 mốt Giang sóc không để ý tới hắn ta đè tay lên chỗ bắn tên mấy mũi tên đen đồng loạt bắn ra lập tức xuyên qua cơ thể gã giang sóc ngã xuống cốc vũ nhào người tới nhìn thi thể giang sóc máu trên người trở nên bút lạnh tất cả mọi chuyện xảy ra đều vượt qua sự hiểu biết của hắn giang sóc tự sát rồi ư không không đúng cốc vũ cố duy trì tỉnh táo trước khi giang sóc tự sát nói gã đã tìm được đường sống cho nên nhất định đường sống này có liên quan tới việc tự sát. Anubis và thăng 8.230 phải rồi. Anubis, Cốc Vũ lập tức bình tĩnh lại như được uống liều thuốc an thần. và thăng 8.220 chết để mà sống và thăng 8.221 chính là con đường sống. Sau khi nghĩ thông tất cả, Cốc Vũ đóng cửa lại, lặng lẽ ngồi đợi. Áng chừng hai phút sau. Cốc vũ cảm giác bờ vai mình đột nhiên bị thứ gì đó đụng vào một cái. Trong lòng lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo. Quay đầu lại, nhưng không thấy gì cả. Và thăng 8.220, ai vậy? Và thăng 8.221, cốc vũ nhanh chóng lui về phía sau. Chạm vào thành cửa, lạnh lùng cất tiếng hỏi. Và thăng 8.220, là tôi. Và thăng 8.221, giang sóc tự nguyện hiện thân ra. Và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi, chủ nhân, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi cốc vũ. Lao lên, vẻ mặt mừng rơn và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi, anh tìm được đường sống rồi sao, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi Thân hình giang sóc vừa chân thực lại vừa trong suốt. Gã nói, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi, tìm được rồi, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi Không biết vì sao. Cốc Vũ cảm thấy lúc Giang Sóc nói câu này. Ánh mắt đảo vòng trên gương mặt mình hồi lâu. Trong đó ẩn chứa thái độ mập mờ không rõ. Và thăng 8.220, có phải là cần tự sát trước không? Và thăng 8.221, Cốc Vũ hỏi. Và thăng 8.220, vậy em có phải tự sát không? Và thăng 8.221. Và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi, không cần, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt, Giang Sóc mỉm cười nói. Cốc Vũ cảm thấy, được sủng mà sợ trước vẻ mặt ôn hòa của gã. Đồng thời không rõ vì sao trong lòng lại cảm thấy hơi hoang mang. Sự trung thành của hắn đối với Giang Sóc đã ăn sâu vào tận xương tùy. Giang Sóc nói và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi, không cần và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt. Hắn thậm chí còn không hỏi thêm nguyên do. Hắn mở mịt hỏi, và thăng 8220, vậy bây giờ em đuổi theo giết diệp tiếu tiếu và nhậm trạch và thăng 8230, và thăng 8221. Và thăng 8220, không cần. Cậu giúp tôi giấu kỹ thi thể. Sau đó chú ý lương chân và các diễn viên khác. Tôi đi tìm diệp tiếu tiếu, và thăng 8221. Cốc vũ không hiểu ý gật đầu. Và thăng 8.220, vậy tạ trì thì sao? Và thăng 8 mốt cốc vũ cảm thấy bất an. Dè giật hỏi, khóe môi giang sóc nở nụ cười bút giá. Và thăng 8.220, bây giờ tôi không thể giết được tên ấy. Nhưng cuối cùng tên ấy chỉ có một con đường chết. Và thăng 8 mốt và thăng 8.230. Vãi trường, ban nãy em thấy rõ ràng. Giang Sóc chọn và thăng 8.220, chuyển thế và thăng 8.221 trong áp. Má ơi vậy khác nào bắt đầu đồ sát đâu. Theo trình tự tử vong. Tiếp theo là và thăng 8.220, The High Priestess và thăng 8.221. Cũng chính là Diệp Tiếu Tiếu. Vãi nồi, Giang Sóc muốn đi giết Diệp Tiếu Tiếu. Tạ trì từ bỏ cơ hội ngon ăn như vậy. Bây giờ Giang Sóc hưởng sái rồi. Chờ cái chết của mình còn dẫn linh cảm mấu chốt cho người khác. Chứng nhận và thăng 8.220, làm đẹp cho người và thăng 8 mốt. Từ từ đã, em chưa hiểu, sao vào thời khắc mấu chốt này tạ trì lại tự nhiên thánh mẫu vậy? Bây giờ nhìn theo hướng phát triển của kịch bản, rõ ràng theo thời gian. Càng ngày càng nhiều diễn viên phát hiện được mấu chốt và thăng 8.220 tìm đường sống từ trong chỗ chết và thăng 8.221. Sau đó chọn tự sát để truyền thế. Đi giết tế phẩm, sớm muộn gì diệp tiếu tiếu và nhậm trạch cũng sẽ chết thôi. Anh ta không giết thì cũng có người khác giết. Có khác gì nhau đâu. Còn không bằng tự mình ra tay. Không để phù sa chảy ruộng ngoài. Bây giờ thì hay rồi. Giang Sóc được hưởng sái. Hai tế phẩm vốn đã bị trọng thương. Thực sự chẳng khác nào cho không cả. Cảm giác Giang Sóc sắp thắng rồi. Cơ mà em cảm thấy vụ lựa chọn truyền thế này nham hiểm thiệt luôn á. Dường như muốn giết sạch tất cả diễn viên. Bồ xem Giang Sóc có giống không nỡ không. Một đám cặn bã. Hù kẹ ơ cốc vũ đâu rồi nhỉ. Anh ta trung thành như vậy. Liệu Giang Sóc có giết anh ta? Không. Ha 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 đoán xem ảnh đế đồ sát ha ha ngầu ghê vừa ngầu mà coi vừa thấy hả hê chứ em cảm giác phim này có thể đếm ngược chờ kết thúc được rồi á à? giang sóc giết hết các diễn viên còn sống chắc là sẽ tăng tiến độ lên mấy lần để tua tới đêm cuối nhỉ tôi bảo rồi mà ảnh đế vẫn là ảnh đế tạ chi tự để vụt mất cơ hội của mình không trách người ta được lại nói dù tạ chi có chọn truyền thế thực lực cũng không thể mạnh bằng giang sóc để có thể dễ dàng giết diễn viên khác. Con đường truyền thế này quả đúng là Donny đóng giày cho giang sóc. Giúp anh ấy thêm phần ngầu hơn mà thôi. Mới là đêm thứ tư. Ảnh đế mạnh quá đi. Đây là phim đỏ đấy. Đợi ảnh đế giết hết tế phẩm là tạ trì tiêu đời rồi. Không có tạ trì thì sao anh ta có thể nhanh chóng nghĩ ra như vậy được đừng có rát vàng lên mặt mình ha và thăng tám nghìn hai trăm ba mươi diệp tiếu tiếu trốn dưới gầm giường thở hổn hển cô bị cốc vũ đánh trọng thương dựa vào đạo cụ của mình mới có thể thoát thân nhưng thương thế quá nặng chỉ có thể trốn ở đây đợi thể lực dần dần khôi phục lại cô và nhậm chạch tách nhau ra lúc ấy cốc vũ đuổi theo muốn giết hai người họ chỉ có thể chia nhau chạy diệp tiếu tiếu ngẩng đầu nhìn lên Nhìn lướt qua cửa sổ, trái tim đập mạnh, cô không biết bây giờ Tạ Trì thế nào rồi. Chắc hẳn Thanh Kiếm Huyết Ma đã đưa quạ đen tới, chỉ là không biết liệu Tạ Trì có kịp phá vỡ cục diện đó hay không. Diệp Tiếu tiếu che miệng vết thương, tựa đầu vào đầu gối và thăng 8221 sao. Không dám nghĩ sâu hơn. Không đâu, Tạ Trì là người tạo nên kỳ tích, Tạ Trì sẽ không chết. Cô chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa ảnh đế thì sao chứ tạ trì vô địch nhưng cô phải làm sao bây giờ tạ trì mà chết theo trình tự tử vong cô sẽ là người chết tiếp theo trong lúc diệp tiếu tiếu cố gắng khống chế không để bản thân suy nghĩ lung tung một bàn tay nhợt nhạt đột nhiên túm lấy mắt cá chân của cô diệp tiếu tiếu run lên cô ngẩng đầu nhìn trông thấy gương mặt tạ ác và sốt sắng sao sao của vu sư diệp tiếu tiếu lập tức nắm lấy cây nến ở đầu giường đập mạnh xuống chân cô ra tay mạnh mẽ bàn chân nhất thời nhoe nhoét máu cùng lúc này lực tay vu sư nới lỏng ra cô nhân cơ hội chui ra khỏi gầm giường cố nén chịu cơn đau mà chạy về phía cửa vừa mở cửa ra thì trông thấy một đôi chân cô ngẩng đầu lên gương mặt lạnh lùng băng giá của giang sóc đập vào tầm mắt sát ý răng đầy trong đôi mắt sâu thẳm u ám của Giang Sóc. Và thăng 8220, mươi à, a à, a, và thăng 8221. Nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Diệp Tiếu Tiếu, tạ tinh lan chạy vội vã về phía phát ra âm thanh. Và thăng 8220, anh, à, mau lên, và thăng 8221, tạ chi thúc giục. Trước đó anh chỉ đi tìm Diệp Tiếu Tiếu và nhậm chạch một cách qua quýt sau khi anh biến thành và thăng 8.220, hoạt tử nhân và thăng 8.221, không còn lệ thuộc vào diễn viên, cũng không thể liên lạc với các diễn viên thông qua app, cho nên việc tìm kiếm tốn rất nhiều thời gian và công sức. sau khi không tìm được, anh tạm thời từ bỏ. dù sao với trạng thái của anh bây giờ, cho dù có tìm được hai người thì cũng không có cách bảo vệ họ. hơn nữa để họ tụ tập lại một chỗ ngược lại còn tiện cho Giang Sóc hốt gọn hai người. Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là nhanh chóng phá vỡ cục diện. Để giảm thiểu áp lực cho họ, lúc đấy mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Nhưng bây giờ nghe thấy âm thanh, rất có khả năng Vu sư đã tìm ra Diệp Tiếu Tiếu. Tạ Tinh Lan rẽ qua một khúc cua, trông thấy cảnh tượng tanh máu có lẽ Diệp Tiếu Tiếu dùng đạo cụ dịch truyền tức thời. Giãn được một khoảng cách, cơ thể đẫm máu khoảng đất cô đi qua nhoe nhoét máu đỏ ở phía sau giang sóc đuổi theo gã lấy nỏ hư không mũi tên đen đồng loạt bị bắn ra chỉ trong nháy mắt tấm lưng diệp tiếu tiếu bị mũi tên đâm kín như tổ ong cô ngã xuống mặt đất trước mặt cuối cùng không đứng dậy được tạ chỉ xiết tay thành nắm đấm giang sóc đang ở trạng thái này gã ta cũng đã tự sát gã lựa chọn truyền thế bắt đầu đồ sát tế phẩm Tạ Tinh Lan ẩn mình chạy về phía gã. Vu sư cũng đang đuổi theo Diệp Tiếu Tiếu. Lúc sắp bắt được Diệp Tiếu Tiếu rồi, Giang Sóc lại quay đầu ra tay với Vu sư. Vu sư năm lần bảy lượt muốn ra tay với Diệp Tiếu Tiếu, nhưng đều bị Giang Sóc cản lại, thậm chí bị Giang Sóc đã khôi phục thực lực hàng đầu gây thương tích. Vu sư phẫn hận ẩn núp thân mình, dường như dự định từ bỏ tế phẩm này, đi tìm tế phẩm tiếp theo. Lúc rời đi chạy về phía tạ tinh lan, liếc mắt nhìn một cái khó hiểu. Ánh mắt hắn ta nhoáng lên, dường như trong đó có vẻ đắc ý. Giang sóc nghe thấy tiếng bước chân dị thường ở gần đó. Vẻ mặt hả hê, hờ hững cất tiếng bảo, và thăng 8.220, tạ chi. Tôi biết cậu ở đây, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, sự thật chứng minh. Bất kể cậu chết hay sống. Thì cũng chỉ có thể mở to mắt nhìn. Không làm được gì cả, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, nếu đã bất tử bất diệt rồi. Thì dáng mà hưởng thụ ba đêm còn lại của cậu đi, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, nói thật là. Tôi còn tưởng cậu sẽ chọn truyền thế. Giết diệp tiếu tiếu, dâng tế phẩm lên thiên địa thấy cô ta còn sống thế này tôi ngạc nhiên lắm, và thăng 8221. Giang sóc cười diễu, và thăng 8220, cậu xem đi. Gen bán thần rồi cũng bại trước thứ tình cảm dư thừa này. Thẩm giật như vậy, cậu cũng như vậy, chính cậu đã bỏ lỡ mất cơ hội chuyển bại thành thắng. Hối hận lắm phải, không, và thăng 8221, tạ chi làm lơ anh chưa từng cảm thấy hối hận trước lựa chọn của mình. Về phần Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch, anh đã cố gắng hết sức, không có cái gọi là ái náy này. Và thăng 8220, tạ chi, mau chạy đi, đừng lo cho em. Và thăng 8221, Diệp Tiếu Tiếu nghe thấy tên tạ chi. Cô cố gắng cử động cơ thể nay đã tàn tả, khó nhọc lên tiếng, tạ tinh lan chạy nhanh tới trước mặt Diệp Tiếu Tiếu, muốn đỡ cô chạy đi. Tạ trì đang định lên tiếng bảo Diệp Tiếu Tiếu tự sát trở thành và thăng 8.220 hoặc Tử Nhân và thăng 8.221. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, lời đến bên miệng đột nhiên nghẹn lại nơi cuống họng và thăng 8.220 tiểu trì à và thăng 8.221 và thăng 8.220 tiểu trì và thăng 8.221 giang sóc chạy tới trước mặt Diệp Tiếu Tiếu. Gã cao ngạo nhìn Diệp Tiếu Tiếu. Từ từ dơ nỏ hư không lên. Nhắm vào gương mặt Diệp Tiếu Tiếu. Tạ Tinh Lan không rõ vì sao tạ chỉ đột nhiên không lên tiếng. Hắn đang muốn đá nỏ của Giang Sóc. Đưa Diệp Tiếu Tiếu chạy đi. Lại đột nhiên bị tạ chỉ lên tiếng cản lại. Và thăng 8.220. Anh à! Đừng để ý tới Diệp Tiếu Tiếu nữa. Đi thôi. Và thăng 8.221. Tạ Tinh Lan giật mình. Mới đầu hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Đến khi phản ứng lại. Không chút do dự chạy khỏi chỗ của Diệp Tiếu Tiếu. Quyết định của tạ trí. Hắn không phán xét. Hắn chỉ biết tạ trí luôn đúng. Giang sóc cười rằng, và thăng 8.220, cô xem. Tên ấy còn chẳng buồn cứu cô. Đây chính là người cô muốn dùng cả tính mạng để giúp đấy, và thăng 8.221. Diệp Tiếu Tiếu nhổ ra một búng máu và thăng 8220 cút con bà nó đi. Anh ấy sẽ cho bọn bay ăn hành và thăng 8221. Cô gái được dạy dỗ cẩn thận, lần đầu tiên chửi tục, Giang xóc xa sầm mặt, đè tay vào nỏ hư không. Mũi tên đen xuyên thẳng qua người Diệp Tiếu Tiếu. Diệp Tiếu Tiếu vô lực ngã xuống. Máu tươi hãng còn ấm nóng bắn lên người. Tạ Tinh Lan quay lưng lại cửa đá vu sư bộ ẩn chính trong khoảnh khắc ban nãy tạ trì đã nghĩ thông suốt tất cả giọng anh không chút gợn sóng và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi anh à bốn lỗ khảm trên đó thực ra là bốn lá bài tarot và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi theo trình tự của bộ ẩn chính theo thứ tự là và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi the chariot và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt và thăng 8.220, strength và thăng 8.221. Và thăng 8.220, justice và thăng 8.221, và và thăng 8.230, và thăng 8.220, temperance và thăng 8.221. Và thăng 8.220, trước mắt mới có ba lỗ khảm có động tĩnh là bởi chúng ta đã có ý chí đại diện cho và thăng 8.220, The Chariot và thăng 8.221. Sức mạnh đại diện cho thăng Strength và thăng 8.220, và thăng 8.221, chúng ta từ bỏ lựa chọn chuyển thế hại người lợi mình. Cho nên được yêu ái từ lá và thăng 8.220, Justice và thăng 8.221 chính nghĩa. Mà lỗ khảm cuối cùng không có động tĩnh, chính là lá bài và thăng 8.230 và thăng 8.220 temperance và thăng 8.221 tiết chế và thăng 8.220 tiết chế tình cảm. Học được cách kiềm chế là chân lý của lá bài và thăng 8.220 temperance và thăng 8.221 và thăng 8.220 khoanh tay đứng nhìn thấy chết không cứu mới là giúp Diệp Tiếu Tiếu, bởi vì cô ấy vẫn còn cơ hội sống. Một khi em ra tay khuyên cô ấy tự sát, khi đó mới không thể ngăn cản sự tình và thăng 8.221 và thăng 8.220 sau cánh cửa đá có hai quan tài, thậm chí còn nhiều hơn

và tháng 8.220, em và The Fool và tháng 8.211, Lương Văn đều chưa thực sự chết đi. Chỉ là rơi vào trạng thái tử vong. Và tháng 8 mốt Và tháng 8.220, bởi vì thời gian của trò chơi là 7 đêm. Người hầu luôn miệng nhấn mạnh. Đến đêm thứ 7 mới có kết quả của trò chơi. Cho nên trong khoảng thời gian này, người chơi đã chết cũng chỉ rơi vào trạng thái tử vong. Bị đưa vào quan tài ở sau cánh cửa đá. Đợi bước vào đêm thứ bảy, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, 22 lá bài trong bộ ẩn chính kia. Cộng thêm lá bài và thăng 8.220, The Chariot và thăng 8.221. Và thăng 8.220, và thăng 8.221 và thăng 8.220, justice và thăng 8.221 và thăng 8.220, và thăng 8.221 đã xuất hiện 19 lá bài. còn 3 lá bài em vẫn đinh ninh rằng những lá bài này không tồn tại. nhưng xem ra nó chỉ đang được ẩn giấu kỹ càng mà thôi. và thăng 8.221, tạ chỉ nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói, và thăng 8220, ba lá bài còn lại. Theo thứ tự là và thăng 8220, đờ sun và thăng 8221. Cùng với hai lá bài cuối bộ ẩn chính là và thăng 8220, dắt mần và thăng 8221, và và thăng 8220, đầu uôn và thăng 8221. Hai lá bài này xếp cuối cùng, mang ý vào thời khắc cuối cùng khi các sự kiện hoàn tất và trò chơi kết thúc, bởi vì bản thân bộ ẩn chính là một chuỗi sự kiện từ đầu tới cuối và tháng 8.221 và tháng 8.220 đêm thứ bảy, tất cả những người tham gia trò chơi tarot, bao gồm Vu sư, em, Giang sóc đều sẽ bước vào khu thẩm phán. Sau khi thẩm phán mới quyết định thắng thua và sinh tử và thăng 8.221 và thang 8.220 mà những người chơi tử vong trong trò chơi họ sẽ được đưa thẳng vào khu vực thẩm phán cũng chính là đằng sau cánh cửa đá đợi đến khi trò chơi kết thúc tới thời khắc phán xét sinh tử thực sự trước mắt họ chỉ mất đi quyền lợi tiếp tục tham gia trò chơi mà thôi và thang 8.221 và thang 8.220 nếu em thua trong đêm thẩm phán thứ bảy khi đó Diệp Tiếu Tiếu mới thực sự tử vong, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, còn nếu em cứu cô ấy? Lá bài và thăng 8.220, Temperance và thăng 8.221, sẽ bị hủy trong chốc lát. Không còn cơ hội thành hình. Đây là nguyên nhân vô sư chắc chắn em sẽ thua. Hắn cảm thấy em sẽ cứu Diệp Tiếu Tiếu. Bởi vậy nên sẽ bỏ lỡ cơ hội khởi động lỗ khảm thứ tư và thăng 8.211 và thăng 8.220 Temperance và thăng 8.221 và thăng 8.221.